Khi mà mình làm trong bất động sản mua bán nhà ở Mỹ đó mọi người, thì mình thấy là rất là nhiều người bị cái tâm lý số đông. Có nghĩa là người ta đi mua nhà nhiều, cái bắt đầu mình lo sợ, cảm giác là fear of missing out, gọi là FOMO đó. Cái mình cũng lật đật chạy theo người ta đi mua. Rồi khi mà thị trường nó chậm lại, nó giảm xuống, cái không ai có khả năng đi mua nhà nữa, hoặc là người ta chậm lại cái mình cũng Thị trường chậm lại chắc là có vấn đề đây. Thôi mình cũng không mua luôn, mình cũng từ từ tàn tàn luôn. đó là tâm lý số đông rất là nguy hiểm khi mà mua bán nhà nha mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh channel của Haley Fan Washington. Trong video lần này thì mình cùng chia sẻ cái topic, cái chủ đề là mua nhà mà theo số đông. Cái tâm lý mà mua nhà theo số đông cũng dễ hiểu thôi mọi người. Chẳng hạn như là một cái món đồ bình thường để ở ngoài store, ở ngoài cửa hàng bán mà không có sale á thì rất là ít người mua. Tại vì mình đi ngang qua cửa hàng đó thôi, cái mình thấy quá trời người đứng xếp hàng vô mua mà mình không hiểu chuyện gì. Mình cũng xếp hàng vô coi thử cho vui. Xếp hàng vô coi thử cái thấy người ta mua cái cũng cái này cũng được ha. Cái mình cũng bỏ tiền ra mua mà mình không biết lý do mình mua là cái gì. Đó, cái tâm lý này rất là nguy hiểm. Mình áp dụng cái tâm lý mà số đông đi mua nhà cũng vậy. Tự nhiên mình thấy người ta đi mua nhà, mình không có nhu cầu mua nhà, mình đang đi thuê nhà ngon lành, hoặc là mình đang ở một cái con nhà ngon lành không có gì phải phải lo lắng hết. Cái mình thấy hàng xóm đi mua nhà, mình thấy bạn bè người thân đi mua nhà, đi gặp mặt ai cũng nói về mua nhà hết, ai cũng rủ bạn qua ăn tân gia hết. Cái tự nhiên mình thấy Căn nhà của mình cũng hơi tệ tệ ha, mình nên mua cái căn nhà nào tốt hơn hay là mình thay đổi môi trường chẳng hạn? cái bắt đầu đi ra ngoài mua nhà cũng không hiểu lý do vì sao mình đi mua nhà luôn. Khi tâm lý số đông và tâm lý mà sợ bị thua thiệt, sợ bị mất những cái mà mình chưa biết là mình có muốn có hay không á, thì mình mua và mình hay sắm sửa những thứ mà mình không cần thiết, không có nhu cầu cần thiết. Mình chỉ mua khi mà mình thật sự cần và có khả năng mua thôi. Thì khi mà đi ra mua theo số đông như vậy á, rồi lại than lên than xuống là tại sao nhiều người đi mua như vậy mình không mua được, tức quá, trả hoài mà không mua được. Lạ không? Xong rồi cái tới một cái thời điểm hiện tại bây giờ lãi suất nó tăng cao rồi, xong rồi cái gọi là cái sức mua của người ta chậm lại chứ chưa hề giảm, và giá nhà chưa hề giảm cho mọi người. Xong rồi những cái người mua nhà theo số đông lại nói là không ai đi mua nhà hết, nên thôi mình cũng từ từ tàn tàn, mình đi coi từ từ rồi mình mua đó. Nhưng mà cái thời điểm mà ai cũng từ từ tàn 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 này nè, đó là cái thời điểm tốt để mình săn được những cái căn nhà mà mình không phải trả lên. Thì trong một trong những cái căn gần đây mình bán đó, cái căn nhà này nó đăng giá bằng với những cái căn nhà trong khu hàng xóm luôn. Tuy nhiên căn nhà này cái tình trạng nó hơi tệ một chút xíu, không phải tệ đó, mà mua về thì phải tốn 20-30 ngàn để sửa lại so với căn nhà gần 1 triệu, thì nó là quá ít chi phí sửa, quá ít so với giá trị căn nhà đó. Thì cái lúc này á, những cái căn nhà trong khu đều chốt offer, là chốt cái ngày nhận cái hợp đồng mua nhà trong cùng một ngày luôn, là ngày thứ ba. Thì căn này cũng vậy, trong khi á, những căn kia nó đẹp hơn, nó chốt ngày thứ ba, mà căn này nó tệ hơn chút xíu, nó cũng chốt ngày thứ ba, thì hàng trăm người, hàng chục người đổ xô ra mua những cái căn nhà đẹp, đấu giá những căn nhà đẹp. Tự nhiên cái căn này nó lọt thỏm, không ai trả giá hết. Thì mình kêu khách là mình chắc chắn với cái người khách này luôn, những cái căn nhà đẹp kia nó phải trả lên hơn cái số tiền họ đang bán 20-25%, thì nó thành ra là nó không có rẻ nữa. Nên cái căn hơi tệ chút xíu á, nó đăng thì mình có thể mua được bằng giá nó đăng luôn, hoặc là mình trả thấp hơn chút xíu nữa là mình có thể mua được, không cần trả lên. Mà nếu như mà những cái căn đẹp hơn á, những cái người mua họ bị tụt lại, tức là một cái căn á thì họ chỉ lấy một người mua thôi, thì ví dụ 10 người bỏ vô thì 9 người rớt lại, 5 căn thì 9 nhân 5, 45 người rớt lại, thì cái ngày hôm sau á, 45 người này sẽ chạy qua cái căn mà thấp hơn để họ trả giá. Đó, đây là cái cách mà mình giúp cho khách mua được giá tốt nè. Nên mình cho là mình trả cái căn thấp nhất này đi, mình mua về, mình không có phải trả lên cao, mà mình xin được tiền của người bán trả cho phí làm loan cho mình nữa, rồi mình mua về tốn 20 ngàn để mình sửa chữa lại, mình không phải trả lên 200-300 ngàn như những cái căn kia, sửa vào nó cũng đẹp y chang vậy thôi đó. Cái khách mình mua được bằng giá đăng luôn mọi người, mà xin được người bán tiền đóng nhà nữa chứ. Không phải cái căn nhà nào mà mọi người thấy là nó đông đúc mà mình ùa vô mình mua thì cũng là giá tốt đâu. Mình phải coi những cái căn mà nó ít thu hút hơn, người ta không mua, thì đó là những cái deal tốt, những cái căn nhà giá tốt mà mình mua được với cái giá rẻ hơn giá thị trường đó mọi người.
Vào thời điểm này thì thời điểm trước hè nên cái tốc độ mua nhà cũng sẽ hơi chậm hơn chút xíu so với mùa hè, nên nếu mà mọi người mua được nhà trước tháng 6 đi thì đỡ cạnh tranh hơn và được căn nhà giá tốt hơn. Còn trong mùa hè thì đây là mùa cao điểm của mua bán nhà rồi, có thể là nhà nó sẽ tăng lên hơn chút xíu, cạnh tranh nhiều hơn chút xíu. Theo mình suy đoán thôi nha mọi người, có thể là mùa đông năm nay giá nhà nó sẽ chậm lại chút xíu và sẽ dễ mua hơn cho tất cả người mua trên thị trường, và lãi suất mình nghĩ từ giờ tới mùa đông sẽ tăng lên cao hơn. Giá nhà của mùa đông sẽ cao hơn giá mùa hè như mọi năm trước đây, trước mùa dịch thôi. Hy vọng mọi cái thông tin chi tiết mình chia sẻ sẽ giúp mọi người quyết định mua nhà ở đâu, khi nào và lựa chọn căn nhà tốt nhất cho các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem kênh channel của mình tới giờ phút này, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, kéo bên nút đăng ký kênh có một cái chuông, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới mỗi khi mình up video nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.